Rồi quý vị ơi, tiếp theo là 2.265, một cây sâm hương 300k bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Rồi cây sâm hương trước tiên tỷ lệ nó đây nè, chai trà xanh không độ nè, nó to bằng chai trà xanh không độ luôn nha quý vị. Rồi lại gần cho quý vị xem nó nè, cái củ nó còn tuốt ở dưới nha, moi cái củ nó ra nha quý vị, tôi cũng có moi nha, nó còn tuốt dưới này nè. Đó 300k cái này sumo lùng nha quý vị, coi nó lùng xịt nè. Đó từ dưới này lên đây chắc chừng 10 phân à, từ rễ nó lên tới cái trên này nè, cái đỉnh nó phải chừng 10 phân thôi, cành nhánh nó đóng đều hết trơn rồi nha quý vị. Về nuôi chừng vài tháng nữa, 3-4 tháng nữa là có một cây chơi nha. Rồi có cây tạm tạm chơi được nha. Rồi 300k kết thúc luôn quý vị ơi. Trời mưa tới rồi, tranh thủ quay lẹ sumo lùng nha quý vị, 300 nha, kết thúc.